mấy anh tìm ai? Dạ, không có gì hết. Dạ, nó giờ kêu giận cha giận mẹ rồi bỏ nhà đi. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa. Con dám nói gì vậy hả? Mà làm gì bảo tôi vậy hả? Trời, tỉnh dậy đi con Phương. Con Phương, tỉnh lại đi con. Nên không có giấy tờ gì hết, nên tôi mới vớt được nó đó chứ. Nó không có giấy tờ thì thân gì hết hả? Thằng Tú này tướng tá nó ngon lắm, ly đòn nữa, khỏi chê. Chứ không là nó xin việc khác làm rồi. Ờ ha. Mà sao mày biết là nó ly đòn? Nó đi làm cho tôi. Thằng nhỏ đi chung với nó bị đám thằng Tư Ken đánh. Nó nhào vô, một mình nó đánh mấy thằng để giải cứu cho thằng nhỏ. Nó xài hụt tiền của tôi. Tôi đập nó đứng yên chịu trận mà không rên một tiếng nào. Chút nữa ông đưa nó qua bên tôi đang cần người. Sợ nó không nghe vì nó đang chịu ơn của em. Yên tâm đi, tôi có cách thu phục nó, với lại nó cũng đồng ý rồi. Được rồi, vậy đi. Em ơi, cho anh. Dạ. Vào chủ quán. Chú Chính, có khách. Tôi là chủ quán, cậu kiếm tôi có gì không? Dạ chào anh, tôi là người của anh Sáu, kêu tới đây để làm bảo vệ. À, cậu tên Tú phải không? Dạ. Người của anh Sáu dẫn tới phải không? Dạ. Nhìn hiền khô vậy trời, sao mà làm được? Dạ anh Sáu kêu tôi tới đây để tìm việc làm, là bảo vệ chủ quán anh. Mặt hiền là không được hả anh? Ừ, đúng rồi. Nói chung ở đây mấy thằng giang hồ nó tới quán, nó quậy hoài ha. Tôi mới nhờ anh Sáu. Tôi tưởng lâu lính anh Sáu phải dữ dằn như anh Sáu thì mới trị được mấy thằng kia chứ. Dạ, đâu cần mình phải dữ đâu anh. Cậu cũng tự tin ha. Thôi được rồi, cậu vô trong kia lấy bộ đồ bảo vệ, rồi đi ra ngoài đứng ngay cái cửa, có chuyện thì tôi gọi ha. Dạ, anh Sáu có dặn tôi rồi, khi tới đây làm việc có chuyện gì thì cứ gọi cho ảnh, ảnh sẽ kêu thêm người tới. Nè, nghe nói là đàn em của Sáu Sẹo hả? Ừ, đúng rồi, có gì không? À, vậy thì hay rồi. Ở đây có tụi thằng Tính tới đây quậy đòi tiền bảo kê hoài. À, có thuê anh Sáu á, cũng phải trả tiền mà. À, thì cũng tốn tiền, nhưng mà khu này lộn xộn lắm. À, tôi hiểu rồi. Ở đây căng lắm,